Xin chào mọi người. Ok. Đang đi chơi cái gặp một em này dữ dội không? Nhìn này. Quay chia sẻ cho mọi người luôn. Wow. Ui, nó có cắn không anh? Không đau, em này đẹp không? Ồ. Nhìn này các bạn, nhìn này. Nhìn nó kinh khủng không? Trời ơi nó. Con này nhiêu ký đấy anh? Con này chắc phải sáu mấy bảy chục ký. Sáu mấy bảy chục ký. Ủa nó là giống chó gì anh nhỉ? Dạ, Rick đen. Rick đen à? Dạ. Rick đen. Dạ. Chù. Lần đầu em thấy con này ngoài đời á. Trước có coi ở trên mạng thì nhiều con chó nhìn kinh khủng lắm mà con này ngoài đời lần đầu thấy. Ủa cái sao cái mắt nó nhìn nó đỏ ngầu ghê ha. Nó kéo dài xuống quá. Ủa anh, con này là của mình hay là mình thuê ấy anh? Dạ của mình anh. À của mình à. Con này mua mua giống bao nhiêu tiền rồi anh? Con này là con này của cô em. Em có một con em được tặng ở Ấn Độ. À vậy à. Rồi giờ dắt đi chơi là ngồi trên xe dắt nó theo hả anh? Dạ, dắt tới khi xong em kinh nhỉ. Con này một ngày cho nó ăn, nó thường thường nó ăn cái gì anh? Cơm này, nó ăn đầu gà, nó ăn ức gà này. Đầu gà, ức gà. Nó ăn thịt nè, ăn hạt. Hạt á? Dạ, hạt cho chó á. À dạ. Rồi bye bye nha. Dạ dạ. Cảm ơn anh nhá. Dạ. Thank you. Nhìn con chó mà cứ như con ngựa. Rồi cảm ơn anh em đã coi video. Mình đang đi đang đi làm á, đang đi ngoài đường. Đây là khúc Dinh 2. Khu này khu Dinh 2 biệt thự ở Đà Lạt này các bạn. Đây là đường đi vô Dinh 2 á. Thì đây là khu biệt thự nghỉ dưỡng cho khách. Đó, mình đang đi vô đây, đang đi ra thì gặp một con đẹp quá thì quay chơi chia sẻ cho mọi người luôn. Thì nếu mà mọi người thấy thú vị á thì thấy con chó nó đẹp thì like cho em nó ở cái nhá. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình để khi có những cái video mới hay hơn các bạn sẽ nhận được và sẽ xem được video đó của mình nhé. Rồi cảm ơn các bạn.